Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và đến với clip này tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một loạt xem FIFA và Liên Quân thật là VIP rồi và hạc chất luôn. Đến với card đầu tiên, level 71 rồi. Nói chung là TBC2 này khá là chất, Titan Big Vàng các thứ. À vậy bữa trước sâu rồi, như bữa nay chủ hạc mới đổi lên hạc mới và cũng mua thêm một số súng nhé. Giá có hơn 1 triệu thôi, anh em mua về có thể làm idol luôn. Toàn đồ VIP rồi, level cao các thứ này. Rồi tôi sẽ vào sâu phần tủ đồ cho anh em xem. Nói chung là cũng khá là ok. Đồ đạc thì cũng không phải là đấy, nhưng mà chung là đồ được. Đấy, cũng có một số TPC này, một số TPC thời khá là cổ rồi. Đấy, một ba búp bê các thứ này. Đấy, thích khách Hắc Long, nói chung là đồ đạc ok cho anh em chơi. Rồi năng khách này, đấy, và quan trọng nhất là TVC mùa 2 nhé anh em nhé, rất là chất chơi luôn, giá rất phải chăng luôn. Đấy, đồ đạc cũng khá ok. Tuyết Nguyệt này, đấy, TVC 18 này cũng khá hiếm. Rồi tôi sẽ sâu qua, nói chung là cái thì bữa trước cũng sâu rồi nhưng mà bữa nay thêm đồ rồi mà giá vẫn như vậy thôi anh em ạ. Rất là ngon thôi anh em, đồ đạc rất ok, nói chung là nhiều đồ luôn đấy. À, có cả áo đá banh luôn, áo đội tuyển Đức. À, khủng long đó. Đạo trích vàng khá là hot này. Đấy, mực nữa, nói chung là đồ đấy rất ok, đồ nữ cũng rất là nhiều luôn anh em ạ. Ba đà chê tác rồi, nhân vật cũng khá là ok nhưng sẽ là 7 a lóc các thứ này. Rồi tôi sẽ sâu luôn đồ nữ cho anh em xem, thủ đồ này cũng khá là ok, kể cả anh em chơi chuyên nữ cũng được luôn. Đấy, rất nhiều đồ nữ luôn. À, đồ nữ anh em. Rồi đến với phần trợ thủ nha anh em. Đấy, phần trợ thủ cũng mua tương đối khá nhiều, được cái level cao nhện rất là đẹp luôn. Nhện hơn 2 chấm cơ. Đấy, một số skin hành động cũng khá là nhiều. Đó, phương tiện. Rồi tiếp tục tôi sẽ vào sau phần skin vũ khí. M4 thì cũng khá là nhiều skin anh em ạ. Có tận 7 skin cơ. AK thì có ra dùng nửa tốc bắn cơ. AK tử kỳ lân này. M14 Giáng sinh cũng tăng tốc bắn. Ska thẳng cấp Titan là khá là ngon rồi. Ngoài ra mấy skin nữa. Farm mát này. AL94 X18 AUG SKS này. Rồi súng máy M249 màu hồng cũng tăng tốc bắn. M60 UMP quái thú tăng tốc bắn nhé. Nói chung là skin tốc bắn cực kỳ nhiều luôn. 7 khẩu UMP. MP5 màu hồng này cũng tăng tốc bắn đó. Cũng 5 skin VSS. MP thì có bích vàng rồi. Cũng tốc bắn là. Và nói chung là cũng 5 skin MP luôn cơ. B90 các thứ này. Này và thì vừa mới quay thêm vector bong băng lửa này anh em ạ, vừa mới quay mất mấy trăm nữa. Đấy, vừa mới quay vòng này sọc thì có 1014 đôi mắt tử thần cũng tăng 2 tốc bắn này. Thật bát súng ngắm thì đầy đủ AWM K98 M82B cũng lục trận chiến nhiều đạn này và bom keo. Rồi tiếp tục đến đây là tiếp theo. Rồi tiếp theo đang hộ thằng em con đạc Liên Quân thôi. Nói chung là 110 tướng, full tướng rồi 209 trang phục, thông tin cực kỳ ngon luôn. Đạc rất là đẹp nha anh em. Đấy, giác thì có, nói chung là chiến thần nuôi thái này, siêu cấp tin tặc, nói chung toàn skin ngon thôi. Đấy, la thì có la lôi quang sứ rồi, thiệt bãi biển các thứ. Skin cực kỳ đẹp luôn, và được cái thông tin cực kỳ ngon, siêu việt bậc 5 luôn nha anh em. Ủa không này, nhóc thì bà bắt đầu cũng là năm bậc 5 rồi. Rồi Fortino này, kiếm sư
đấy, và cả Tà Long Tiến Sĩ nữa. Chung là toàn là skin đẹp nhưng anh em đấy, giá rất là phải chăng thôi. Anh em nào cần sâu kỹ thì inbox tôi sẽ chụp hình lại kỹ cho anh em xem. Sâu qua một vài skin thôi, nhiều trang phục S lắm, đây là SS lắm anh em, 210 trang phục cơ. Đô đốc tinh hệ rồi, có Morad Chí Tôn Thần Kiếm nha anh em, đấy một trang phục rất là ngon. Rồi có Queen Anne Tà Linh Ma Đao S. Chữ bố cũng khá là ngon. Thì tôi sẽ kéo qua thôi. Nói chung là anh em nào cần sâu kỹ thì inbox hoặc Zalo tôi sẽ gửi clip cho anh em dễ xem. Rồi, Lauren Thánh Quang Sứ này. Nói chung là bảng ngọc rất là đẹp luôn. À, Karina nhưng mà thông tin khá là ok. Đấy, bảng ngọc thì cool rồi. Và tiếp tục sẽ đến với một đạt với file tiếp theo. Và tiếp tục đến là với file tiếp theo. Nói chung là này thì đồ được rất là chất luôn. Giá thì rất là phải chăng cho anh em, dưới 1 triệu thôi. PVC thì cũng khá là nhiều. Để tìm nhắn quá. Đấy, đồ đạt thì nói chung là đủ anh em chơi thôi. Nhưng mà nhiều đồ chất nha anh em. Quỷ kiếm dạ xoa này. Đấy, đồ đạc đây anh em. Nói chung đồ thì tương đối thôi, không phải là nhiều. Nhưng mà quỷ cơ thì nói chung toàn đồ chất thôi. Đạc này bữa có sâu rồi. Bữa nay chủ đạc mới để lại để đổi lên đạc cao hơn. 7 áo đá banh anh em. Nói chung là đồ đạc thì không phải nghĩ rồi. Toàn đồ đắt tiền thôi. Khủng long đất này. Còn 2 đá trị tác. Đồ nữa. Nhân vật thì cũng mua CR7 các thứ rồi. Nói chung nhân vật thì ok rồi. Tôi sẽ sâu qua phần tủ đồ lữ thôi. Đồ đạc thì ok đấy. Không phải nhiều nhưng mà nói chung là có những bộ chất để anh em chơi này. Đây, trợ thủ đây anh em. Rồi bộ sưu tập thì cũng có rất là nhiều hành động VIP này, cầm cờ các kiểu luôn. Nhưng mà những cái nào VIP thì chủ ạc đều đã mua hết rồi, mặc dù chơi rất là ít. Rồi tiếp tục đến với skin vũ khí nha anh em. M4 thì có mỗi M4 màu hồng nhưng mà được cái tăng 2 tốc bắn nữa. AK hỏa khí lân, băng khí lân. Rồi đồ rất là ok nha anh em, Titan này. Rồi thần tín hiệu tăng tốc bắn 5 skin. Rồi ya. Famat X18 quái thú cũng tăng tốc bắn, AL94, AUG các thứ. Trường này, cùng máy thì có M249 màu hồng cũng tăng tốc bắn này, M60 quái thú. Nói chung là chủ ạc rất là chọn. UMB gấu người ta rất là ok, tăng một tốc bắn nữa. MP5 cũng tăng tốc bắn luôn. VSS Bích vàng thì không phải nói rồi, Tráng Sinh cũng vậy luôn, đều là skin tốc bắn cả. B90 9K lục bảo khá ngon này. Vector bất bại ở vòng quay trước nữa cũng khá là đắt. Sau thì có 110, 114, nói chung skin súng thì cũng có. Spark 1887 thì có thế giới ngầm và Titan. À quên, khẩu này khẩu hy vọng. AWE M280B cũng cận chiến. Tiếp tục nắm đấm thì có hỏa quyền và hỗn ma. Đây, một số lựu đạn đồ bông keo. Rồi cuối cùng đến với một ACM nha anh em.
M84 bên tôi còn rất là nhiều ACM giá rẻ cho anh em muốn trải nghiệm game đấy, còn 610+ kim cương này, sâu vào sâu nhanh đâu. Thì sâu qua một tổ hạc thôi, hạc này thì đã có AK Chan rồi, có AK viết màu xanh, DE Bon Beat nha anh em, rồi Kelly vòng 3Z Bon Beat thì anh quay được khoảng 40 mảnh rồi anh em ạ, còn một ít nữa anh em chịu khó về quay là sẽ ra thôi. M4 này, trận chiến thì có quắm các thứ đua lục dìu thì ngày thôi, 3Z đen đấy, AKM4 đấy, WM, Team B, M4 các thứ, nói chung phung chín cực kỳ nhiều. Anh em muốn trải nghiệm game thì chuyển qua CM chơi cũng khá là vui. Đấy, nhân vật đây. Đấy, nhân vật thì được có mấy con nhân vật vĩnh viễn đâu. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua hàng ý chí inbox Zalo tôi, cần tìm mà game gì thì cứ inbox trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại để ở đầu intro clip nhé. Tạm biệt anh em.